Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái bộ sử dụng để xịt cho con rệp sáp rầy rệp trên cây cà phê này. Số này sẽ đi về Đắk Lắk làm việc với vườn cà phê nhé. Thì nó sẽ có một chai và hai cái gói Arido đây kết hợp cùng với nhau, chai rồng lửa và hai cái gói Arido kết hợp cùng với nhau nhé. Thì các anh chị sẽ pha được khoảng từ 300 đến 400 lít nước. Nếu trong trường hợp mà rầy rệp mà nó ít ấy, rệp sáp mà còn đang ít ấy, thì các anh chị sẽ pha một bộ này làm 400 lít. Còn khi mà nó đã xuất hiện nhiều rồi ấy, và nó dày rồi ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng một bộ này khoảng tầm 300 lít thôi. Thì cái này nó sẽ giúp cho là diệt trừ những con rầy rệp sáp này. Cái này nó sẽ có tác động là tiếp xúc này, vị độc thấm sâu nhanh, hiệu lực diệt trừ cao với sâu rầy đã kháng thuốc này. Sản phẩm gây ung trứng nhá, ung trứng và chống lột xác, diệt cả rầy non và rầy trưởng thành, ngăn chặn vòng đời sâu rầy. Có kết hợp với hai gói như này, cái gói này nó sẽ giúp dọn sạch ổ này, đặc trị các loại như rầy rệp nhé. Cái gói này nó sẽ tác động lên thần dây cái lên lên thần kinh của con rệp này, và nó sẽ có tác tác dụng là nội hấp, tiếp xúc vị độc và diệt rầy, đạt hiệu quả cao và kéo dài này. Các loại con chích hút đấy, hai cái này, hai gói với một chai, các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 300 đến 400 lít để phun cho cây cà phê khi bị rầy rệp tấn công, vừa diệt cả rầy non rầy trưởng thành, thuốc vừa lưu dẫn và nó có tác dụng là diệt cả trứng con rầy rệp luôn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này, này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Một bộ của nó sẽ có một chai cùng với hai cái gói như này, pha từ 300 đến 400 lít nước. Nếu dùng bình 20 lít thì sẽ được khoảng từ 15 đến 20 bình với một chai hai gói này.